không chỉ là chủ quan, lơ là, mà hiện một bộ phận người dân xem việc đeo khẩu trang chỉ là để tránh bị xử phạt, chứ hoàn toàn không phải là vì bảo vệ bản thân hay là phòng dịch. Cứ có cơ quan chức năng thì còn khẩu trang, mà không có người kiểm tra thì y như rằng khẩu trang cũng biến mất. Chợ thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là những hình ảnh khi có đoàn kiểm tra phòng dịch. Từ người bán đến người mua đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ngay khi đoàn rời đi thì những chiếc khẩu trang cũng dần trở nên thưa thớt. Ở những khu vực khác thì cũng không khó để nhìn thấy những hình ảnh tương tự. Tình trạng đeo khẩu trang chỉ mang tính chất đối phó hiện đang diễn ra ở nhiều nơi. Đấy, tôi có nhé, đây cất túi trong này. Một số bộ phận nhân dân người ta vẫn cứ nghĩ rằng là Việt Nam đang là an toàn, cho nên người ta rất là coi thường trong cái việc là không đeo khẩu trang. Hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn chống cái việc là phòng chống dịch theo kiểu đối phó, bởi vì đây chúng ta thấy là đó là một cái sự tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Quy định đặt ra là để bảo vệ sức khỏe cho người dân, cho cộng đồng, không nên chỉ vì phòng dịch để mang tính chất đối phó, để tránh xử phạt. Sự thiếu ý thức của một cá nhân có thể khiến cả cộng đồng phải gánh hậu quả, trong đó có cả bản thân của người vô ý thức.